chiều đó, chiều mới chiều mới lên. Con cái đi bỏ túi đi. À đi vô. Dạ dạ. Đi vô. Ừ, chiều mới lên. Chiều người ta mới lôi ra. Anh chú bây giờ để lại cái gì con? Ờ, cắt dưới, lấy trên chút lấy trên. Không, tức là cái giữa dưới này cái này nó chiều nó mới mấy cây á. Vô bên đá coi chi con cho mát con, bên kia coi, bên kia kìa, vô bên kia kìa. Đau quý không? Ờ. Có nghe mới ơi. Dầu. Dạ dạ dạ, con có dặn. Dạ dạ, có con đây. Dạ. Dạ dạ. Có ăn cơm chưa? À, ba có ở nhà không? Ba có ra đó không? Dạ dạ. Dạ dạ. Mai hết ngày mai gì? À. Ê ơi. Dạ. Thấy anh cửa. Mày, à. Dạ. À. Dạ dạ, con đang dẫn mấy nhỏ vô tàu đàn coi chuyện lạ, hậu qua sưng. Dạ dạ. Dạ dạ. Ủa chỗ má có tivi coi không? À trả ra hết rồi hả? À. Rồi, có mở tivi rồi được chưa? Con có đưa mấy cái clip lên á. Đưa mấy clip lên mắt coi chưa? Con có đưa mấy cái clip lên nó mắt coi chưa? Ờ. Dạ dạ. À. Dạ dạ. À. Mở coi thử coi. Dạ dạ dạ. Rồi bác. Đá đẹp quá.
Ồ cái kia giống cái bàn tay quá kìa. Cái đó là gỗ hóa thạch. Ừ gỗ hóa thạch mà không biết sao. À cái đó là đá gỗ nguyên cây lớn là cắt ra từng từng mảnh mảnh đó. Cái này bên đây với đây chung chắc chung một cây quá. Họ cắt ra đó. Họ cắt ra giống như cắt đá vậy đó. Thì nó đã hóa thạch rồi. Ừ nó hóa thạch rồi. Mà cái cây này to. Ồ. Sao mà kiếm đâu ra mấy cái này hay quá ha. Đếm đếm vòng bên đó nó coi bao nhiêu năm. 700 triệu một cái mặt bàn đó, đó hả? Bên kia 800 mấy. 800 mấy hả? Nó bao nhiêu? Ồ, dữ dằn quá. Bà gọi là gỗ gì vậy ba? Cái đó là đá đó. Đá quý, đá cẩm thạch đó. Con coi. Con coi cái tên nó coi. Tên nó đâu? Chắc cũng dạng gỗ quá thạch nữa nè. Cái này cũng sao thấy giống gỗ nữa nè. À cái này cái chân của nó hả? Chắc cái chân của nó quá. Hình như chân tiên á. Cái này đá, đá. Ở đâu ra ba ơi. Hay là bữa nào mình đi núi mình tìm mấy cái đá này. Núi mình đó hả? Phải mài nó ra mới biết cái trong nó là cái gì, hiểu không? Thì đó mấy cái tảng đá, mấy tảng đá lớn á. Nhiều khi cái phần quý nó nằm ở trong. Cái phần ngoài nó thô. Nè có nhiều loại lắm kìa Khang. Ồ cái miếng nó giống như miếng thịt kìa. Dạ, sao rồi miếng nè. Đó. Trên. Ừ đó. Đúng không? Cái này cũng vậy thôi á. À. Cái này giống cái lá gan nè. Nè, cái này giống lá gan nè. Tim. Ủa gan chứ cái này sao vậy? Tao không biết. Cái này là xe chở hàng của mấy người ở đây. Mấy người ta trưng bày đó, hàng người ta chở hàng ra vô á. Thì tức là thôi chị vô luôn kìa. Thì nó chở hàng. Cái này giống cái dầu dừa gặp nước không? Ừ. Mình nói là một phần tao tích hỏi dạng một phần 8. Mua lại á.
coi 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 cái tên đó coi. Cái này là từ nước mà. Phải không? Phải đâu, cái loại một cái loại kim cương là loại nhẹ đó, tức là đá quý mà nó cấu tạo nó gì á, không biết kêu bằng gì nữa. Coi cái phía này giống hình giống đầu cá sấu nè. Con mắt của mình tình chút này của mình như cái họ hoa sơn nở vậy ba, chuông gió rồi chuông đá. Ồ, chuông đá 800.000 một bộ. Đẹp quá. À, giờ cũng đâu có dễ tìm rắn đâu. Mà nghe, hồi bữa đi thú nghe. Hồi bữa đi xe thú lại mới mua nước. Nhưng cái bà kia nó có con rắn. Đúng rồi, nó rớt xuống. Nó rớt xuống. Cái đó trong xe thú là khác. Mà thấy ở trong này. Cái này đứa con này là gì? Đứa con này là gì? Gỗ hay đá? Gỗ hóa thạch á. Gỗ hóa thạch á. Ba ơi, còn ơi. Có phải là mình đi một phần tư có phải cho xong rồi đúng không? Cái này mới một cốc nhỏ à. 1/8. Ơi đâu thiệt á, gỗ đó nó trái thành than á, trái thành than xong rồi cái nó quá thật luôn. Con nó lấy gì đâu á hả? Cũng vậy đó, cái vụn của gỗ quá thật á. Độc đó hả? À đồng hả? Đồng mỏ đó hả? Dạ, ở đây có bạn không cô? Vàng hả? Không quá. Chắc người sao ta bỏ vô. Em đã ăn không mà
Ủa nè cái gì ta? Dạ có. Dạ, có. Nè cái gì ba? Đá đó, loại đá 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 quý mà vụn á. Ủa con đá này đá gì con? Năm ngàn viên hả? Dạ. Cái này khối nó còn bự hơn mấy cái đá nữa. Đúng rồi. Mà mấy cái đó đâu có ai trưng bày ở đây con. Không trường có rồi đó. Mấy cái trưng bày ở viện bảo tàng kìa. Đúng rồi. Bày ba. Bày ba. Ơi. Không trường á mấy. Không trường. Không trường á. Nó cũng là nó có sự khủng long. Có chứ, nhưng mà người ta đâu có trưng bày ở đây. Người ta trưng bày ở bảo tàng á, mình đâu có biết. Mình phải vô bảo tàng mình coi mình mới biết được. Việt Nam cũng có lịch sử lâu đời vậy. Ở trong cái hang động ở ngoài phía Bắc ấy, cũng có hóa thạch vậy. Hóa thạch người tiền sử rồi đó. Cái này bữa đó mình lên phía Bắc mình cũng đông rồi. Ta mài á, ta mài viên đá nó thành hình đó đó. Bên này là cái con cóc. Ừ. Ủa sao lại con thèm thừ. Con nhìn ở trong cái miệng đó đi. Nó giống như một cái hang động nhỏ. Ba ơi ba. Còn con người nữa kìa. Con nhìn lên đây nè ba. Con nhìn nè ba. Đó viên đá, đó viên đá ở trong cái kim cương. Giống gì đó. Kim cương á. Giống gì. Kim cương. Hình như kim cương đúng không ba? Đây. Đâu? Ờ đúng rồi, gỗ quá thạch. Đẹp quá luôn. Con sò quá thạch luôn hả? Sò quá thạch hả? Ủa ba? Ơi. Cái này là cái gì vậy ba? Ba không biết đâu, con coi chữ coi. Con hỏi bác kìa. Ủa ba hỏi ông kìa. Hỏi cái gì nào? Cái gì? Bán rồi không biết à? Mua con. Hả? Mua. Anh biết không?
Thạch Anh, đá Thạch Anh. Hình mấy cái con sò. Mà sò ờ. Cái này gỗ Khang ơi, chứ không phải đá đâu Khang ơi. Gỗ. Gỗ lâu năm thôi. Cái đó là, cái đó là đá hóa thạch á, cái đó là hóa thạch. Hóa thạch không có xương. Ừ, cái đó hóa thạch. Cái gỗ sò mà ông ngoài là gỗ. Không, cái này cái dấu thôi chứ không phải là cái hóa thạch của, tức là cái dấu của cái con sò nó nằm ở trên đó đó, nằm trên đá đó đó. Chứ không phải là cái vỏ sò hóa thạch. Hiểu không? Thế ở nước ngoài người ta cũng có nhiều, nhiều dấu gì. Còn cái vỏ sò hóa thạch là nó hóa thành, nó hóa thành đá, còn cái này là cái dấu của nó. Sò này là sò hồi xưa. Đúng rồi, sò hồi xưa. Nãy giờ mình còn sò hồi xưa tao ghê. Nó có nhiều, bây giờ nó cũng có nhiều ấy. Do quá trình kiến tạo địa chất nó đưa lên trên núi. Đi con sao? Nó nâng lên trên cao thành núi á, thành ra nó hóa thạch. Nãy mình có đá quá nhiều rồi mà. Thì coi chưa hết mà. Hết rồi. Đố Khang cái này gì nè? Vú ba đi tè. Cái giá đá. Đá mà giống hình gì? Giống mà giống quá nhìn ra ba. Giống hình linh ga. Ủa giống cái con gì á? Cái này hai bên có hai lỗ tai. Ba em đi chân vàng luôn á. Vú mà giống con gì? Ủa gì chứ con linh ga không nhỉ? Linh ga là cái trên cái đền thờ, mấy cái đền Chăm đó có đó. Ơi. Tại sao mấy cái đá thạch anh tính lại mua về thôi mà cho mình nhà? Tại sao nó khử, nó khử tự. Khử mới từ từ trường á. Thấy không? Nó hơi nặng nha. Nó khử những cái từ trường độc. Trong bếp có lượng 80 nghìn. Đá tuyết phong phong thủy để trong bếp. R em có mấy chuyện mà này. Ồ, ba nhìn nè, hai con mắt kia cái mình. Cái này là thạch anh tím để chôn trong, để chôn nền nhà nè. Ơi hai con mắt kia một cái mình nhúc giống ông mai. Ơi.